Hello mọi người, sau một khoảng thời gian dài chúng mình vướng phải rất là nhiều công việc, ví dụ như chuyển trụ sở này kia thì và khai trương những cái mô hình kinh doanh mới của tụi mình, thì cuối cùng chúng mình cũng đã có thể quay lại với bảng xếp hạng Vietnam Hot Top 100 với buổi công bố ngày hôm nay, bao gồm tuần 3 và 4 tháng 2 và tuần 1 tháng 3, với khách mời đặc biệt ngày hôm nay là anh Mega Ace. Mời anh chào các bạn khán giả. Okay, xin chào tất cả các bạn khán giả đang xem bảng xếp hạng reaction tháng 2 và 3 của Vietnam Hot. Mình là Mega Ice đến từ đội Euro 404 và hôm nay rất vui được làm việc với lại bên phía các bạn của Vietnam Hot đây, cũng như là sẽ react những sản phẩm tốt nhất. Các bạn khán giả hiểu rõ về anh hơn thì anh có thể nói thêm một chút về những cái dự án âm nhạc của mình sắp tới được không? Mình cũng có một số dự án âm nhạc sắp tới chuẩn bị ra mắt, thì cụ thể có thể là khoảng tầm từ 4 đến 5 bài hát solo và một số bản nhạc khác sẽ được collab với những người anh em khác ở ngoài phạm vi của gia đình Euro 404. Thì những sản phẩm đó sẽ mang những cái màu sắc và hơi hướng âm nhạc sẽ khác hơn nữa, mong là mọi người sẽ đón nhận hơn nhiều. Dạo gần đây anh có nghe những cái bài nhạc mới trên thị trường của nhạc của cộng đồng nhạc rap chúng ta không? Có, đa số, nói chung là bất cứ thời gian nào mà rap Việt có nhạc mới là anh đều sẽ nghe. Tại vì anh thực sự luôn có những artist kỳ cựu làm nhạc rất là hay. Thậm chí là những cái bạn new wave bây giờ họ lên, họ có những cái màu sắc âm nhạc và những cái ý tưởng rất là mới. Và họ mang tới cho cái rap Việt của chúng ta là thêm cái phần sôi động, sống động hơn. Và đặc biệt hơn nữa là họ tương tác với lại cái lứa tuổi và các cái đối tượng trẻ, người trẻ và người cả các người lớn luôn. Những người trung niên họ đều có thể nghe được. Và hầu như là bây giờ rap Việt của mình là đang phổ biến rất là rộng rãi ở tất cả mọi cái thị trường. Em thì dạo này em không nghe nhạc mới nhiều lắm do không có thời gian, nên là khi mà quay lại được với buổi công bố như thế này em rất là hào hứng để được check những cái sản phẩm mới mà mình đã không có dịp để nghe qua. Và bây giờ chúng ta sẽ vào việc luôn ha. Ok, bài đầu tiên mà chúng ta sẽ nghe qua là bài Mất Facebook của Young Milo. Let's go. Ôi, bài này chỉ có 1 phút 23 giây thôi. Số đẹp là 1, 2, 3. Anh Mega cảm thấy thế nào về cái đoạn, chắc gọi là đoạn demo thì đúng hơn, thì anh Mega cảm thấy như thế nào? Thì cái màu sắc của John Milo thì có vẻ là một trong những cái bạn trẻ mà mang lại sức ảnh hưởng cho các bạn trẻ bây giờ rất là nhiều. Và cái thứ âm nhạc này thì mình biết John Milo cũng rất là lâu rồi, và thực sự luôn là đây là một chàng trai rất là tài năng. Thì nói chung thì mình cũng không gặp John Milo cũng một thời gian rất là lâu, nhưng mà sau đó thì có những cái màn comeback như vậy thì rất là tuyệt vời. Nhưng đặc biệt là với sản phẩm này thì từ cái cách mà flow, kể cả là về cái độ bám beat đó nha, thực sự nó rất là nghe rất là catchy, và kể cả những cái cách mà bạn ấy gieo vần, và thậm chí là những bộ vần của bạn ấy sử dụng đó, nó rất là đa dạng và phong phú. Nếu mà nhìn hình chung thì có vẻ như là mình đều cảm nhận được đây có vẻ như là một cái bản demo thì phải. Dạ đúng rồi. Nó cũng chưa hẳn là một cái bản gốc. Thì mình hy vọng là cái bản gốc nó sẽ, khi mà cái bản này có bản gốc thì hy vọng nó sẽ tuyệt vời hơn như vậy nữa. Thì em cũng xin đính chính lại luôn là em vừa tìm hiểu lại được thì bài Mất Facebook này là một bản full luôn, có từ khoảng 2-3 năm trước rồi. Thì em cũng mới biết ở đây thôi, tại vì nó cũng hơi ngắn nên em cũng nghĩ nó là một bản demo. Nhưng mà John Milo thì, nói về John Milo thì ảnh là một nhân vật gọi là cũng nổi trong cộng đồng của mình cái khoảng thời gian gần đây rồi. Nhưng mà nó cái sự nổi tiếng của ảnh là nó xoay quanh những cái điểm tiêu cực về những cái vấn đề về tâm lý rồi này nọ. Nhưng mà chúng ta hay có những cái người đem John Milo ra làm trò cười, nhưng mà thú thật nếu mà nhìn nhận công tâm thì John Milo rap hay hơn rất là nhiều rapper đang cười ảnh. Đúng rồi đó là một cái sự thật. Tại vì nói về riêng bài này thôi thì cái mà làm em ấn tượng nhất á là cái sự tự nhiên của nó. Tại vì như anh đã nói hồi nãy là vần của bài này nó rất là đa dạng,
Nhưng mà cái mà làm cái bộ vần của John Milo nó trở nên hay là do nó tới một cách rất là tự nhiên, không có bị ép bất kỳ câu nào hết. Đúng rồi, câu nào nó cũng chính tới khi mà mình nghe thì mình cảm thấy giống như là thật sự luôn, nó giống y chang tình trạng của mình, thậm chí là bản thân mình luôn. Ví dụ như mình mất Facebook là mình cảm thấy như thế nào, mình biết thằng nào nó làm cái gì đó của mình, mình có nhiều khi mà mình rất là tức tối, mình bộc bạch, mình nhiều khi mình không thổ lộ ra được. Nhưng mà John Milo thì làm được cái điều đó và một cách rất là tự nhiên để mà lên trên một cái bài nhạc như vậy. Đúng rồi, tại vì có những cái sự kiện mà nó do nó xảy ra, những cái sự kiện nó gần gũi với mình quá nên là mình cũng chẳng biết giải thích hay là diễn tả nó trên âm nhạc như thế nào cho nó nghệ thuật đó. Nhưng mà John Milo lại làm được cái chuyện đó. Đó là cái câu chuyện mà em tính chia sẻ, đó là cái sự trải nghiệm của mình đó. Khi mà mình trải nghiệm một cái sự kiện nào đó, hãy cố hết sức để trải nghiệm nó một cách trọn vẹn và ghi nhớ những cái cảm giác đó, thì nó sẽ làm ra những cái sản phẩm nó tự nhiên như thế này. Ví dụ như ở nước ngoài có một cái ví dụ là bài Kirby của A$AP Rock, không phải là A$AP Rock, không phải là A$AP Rocky nha, mà là A$AP Rock. Thì nói sơ về A$AP Rock thì mình chỉ có một câu thôi, đó là cái anh này ảnh là rapper có vốn từ vựng lớn nhất ở nước Mỹ. Đây là một nghiên cứu khoa học đã chỉ ra được điều đó luôn. Thì nhưng mà không khoan bàn về trình độ đi, cái bài Kirby của anh A$AP Rock á, là ảnh chỉ đơn giản là rap về cái con mèo con của ảnh thôi. Nhưng mà ở dưới phần bình luận á, mình thấy rất là rõ ràng, đó là những người bình luận họ đều nói là cái bài rap nói về một con mèo thôi mà nó còn nhiều từ hơn cả những sự nghiệp của mấy ông rapper nào đó. Đó là nó không phải là, nó một phần đúng là một phần là tới từ cái trình độ, nhưng mà cái phần lớn kia đó là do cái sự trải nghiệm. Đó là A$AP Rock đã ngồi quan sát cái con mèo của mình, những cái thói quen của con mèo, và tạo cho cái câu chuyện của con mèo nó trở thành một cái câu chuyện giống như một người bình thường vậy. Đó là gọi là cái trải nghiệm người rapper, thì nó rất là quan trọng trong việc làm ra một sản phẩm nghệ thuật. Đó là cái kinh nghiệm mà em muốn chia sẻ với các bạn khán giả như những bạn rapper để có một cái tác phẩm tốt hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo luôn ha. Anh okay. Mega Ace còn điều gì muốn nói không? Một điều muốn nói hả? Thì sẵn đây thì mình cũng nói với các bạn khán giả, thì do là thấy mọi người cũng có nhiều khi là hay tương tác với lại Facebook của Quang Tèo aka John Milo nè, thì có nhiều cái hành động nó hơi phản cảm, ví dụ như là nhắc về chuyện quá khứ, là châm chọc một cái vấn đề nào đó của bạn ấy trên mạng xã hội hoặc là cái gì đó, thì mình cảm thấy cái việc đó thì nó hơi tế nhị một xíu. Với lại đây là cũng là một cái tài năng, thì khi mà bạn ấy trải qua một cái thời gian mà gặp những cái sự cố cuộc sống đó, thì bạn ấy đang thực sự đang vực dậy để mà làm lại, mang tới một cái âm nhạc thật là tốt tới cho tất cả mọi người nghe. Thì mọi người hãy ủng hộ và động viên bạn ấy nhiều hơn xíu. Hip hop, tình thường hip hop là mình cùng nhau giúp đỡ, đứng lên và vượt qua những cái giai đoạn khó khăn, chứ không phải là dìm nhau xuống như mọi người. Ok, bài tiếp theo là bài Chơi Đê của Phúc Ray. Ok, Chơi Đê. Lâu lắm rồi mới nghe lại nhạc của Phúc Ray, không biết là bài này sẽ như thế nào. Không, riêng bài này thì anh chưa nghe nha, thật sự luôn. Ba miền đây là represent, chim cu anh quậy thà nó cũng thích thúc, nếu mà nói với độ chết thì thà nó cũng thích phúc. Quay thấy tiền mà là không ham hà, tôi anh phân phôi hàng khắp cả Đông Nam Á, heo quay cho nhập cảng có cầm lại con sen, xong đương nhiên tên em quay nên què. Em là cô gỗ, anh là dương quá, em là cô vi thì anh nên dương tính, anh là trai quậy em là gái đi gô, không phải ca sĩ mà khoái đi xô. Châm cho anh một điều bị rồn, điều cho em 1.5, anh nên không bị yêu và yêu anh em không bị ốm nữa. Châm cho anh một điều đi rồi, điều cho em 1.5, yêu anh em không bị ốm và ôm anh em không bị yếu nữa. Cho anh xin
số điện thoại đó. Mai này ta làm quen, anh sẽ bắt đầu cuộc gọi thoại. Lúc 12 giờ đêm để anh kể cho em nghe chuyện ngày xưa anh khổ. Lúc đam mê anh còn đang đi làm hồ. Lúc xa cơ tưởng đâu là ngày dỗ. Lúc anh biết anh sắp chết là lúc anh đam mê xe đồ. Lúc thì chăng tay, lúc may mắn thay. Chơi cho sẽ không là trò chơi cho anh gặp được em người quen như mới đây. Anh thì duyên tên này cũng tới tay. Cứ chơi đi em, bên đây bên trước cuộc đời này. Sống sao cho đúng tên nhẹ không bị chờ đầy. Quan trọng nhất là đêm nay bữa tiệc nào nên tàn khi mà lúc ta chưa say. Nhạc của anh thì không đủ chất, khiến tâm trạng em lung lay. Thứ đêm nay ta uống là rượu chắc cung thiết lên tên giai điệu và tung bay. Ây, anh và em chắc chắn đã từng gặp, chắc chắn đã một vài lần ngang qua. Chắc em quên nhưng mà anh thì nhớ. Mà thôi khó quá ta nên bỏ trò qua. Em ơi mình chờ đợi, chờ đợi em ơi mình chờ đợi, chờ đợi em ơi mình chờ đợi, chờ đợi em ơi mình chờ đợi em ơi. Chờ đợi, 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 chờ đợi. Cho anh một điều đi rồi anh điều cho em 100 nữa. Mình em không bị yêu và yêu anh em không bị ôm nữa. Châm cho anh một điều đi rồi anh điều cho em 100 nữa. Yêu anh em không bị ôm và ôm anh em không bị yêu nữa. Hãy châm cho anh một điều đi rồi anh điều cho em 100 nữa. Mình em không bị yêu và yêu anh em không bị ôm nữa. Châm cho anh một điều đi rồi anh điều cho em 100 nữa. Cảm thấy thế nào về bài này? Phải nói như thế nào ta? Theo anh cảm thấy thì đây là một cái nhạc, bài nhạc thì nó mang cái chủ đề thì party rồi mọi người vui chơi với nhau rồi bạn nam bạn nữ rồi cái kiểu như vậy thì mình nghe cũng tương đối là thấy rất là nhiều và rapper hiện tại bây giờ đang sử dụng rồi. Cái chủ đề hình ảnh này thì đa số là sẽ nói về cái bữa tiệc rồi cách mà để tiếp cận các cô gái rồi những cái chủ đề này mình thấy rất là nhiều bạn đã sử dụng và đang sử dụng rồi thì một bài nhạc nó không có cái gì đó nó lạ lắm, không có gì đó nó lạ lắm, nhưng mà mình ưng nhất là ở cái phần beat nó làm cho mình kiểu về nó sẽ tức là giữa một cái giữa rất là nhiều những cái bài nhạc mang cái chủ đề tương tự mà nếu mà mình không tạo ra được cái điểm đột phá đúng rồi. Mình không có định nghĩa được mình giữa cái đúng rồi không có định nghĩa cái đám được. Đông đó yeah. Thì cái bài này nó gặp cái vấn đề đó với lại đúng như anh nói là cái beat nó làm em khá là bất ngờ tại vì chuyển từ club banger sang nhạc trap rất là ngược mà khúc này cũng xử lý cái đoạn đó rất là ok, một cách nghe rất là ổn luôn tại vì mình nghe vào mình biết ở cái cách này Phúc đang đi như vậy cái bắt đầu chuyển qua cái bắt đầu là mình cảm thấy mình phải muốn gật đầu theo rất là nhiều. Phúc Ray cũng là một người giống như John Milo hồi nãy là một người nổi tiếng với những cái hình ảnh nó hơi tiêu cực trong cộng đồng của mình, nhưng mà nhìn nhận khách quan thì em lại thấy là Phúc Ray qua mỗi bài á ảnh lại càng có một cái gì đó cải thiện hơn, tức là nó không cải thiện một cách kiểu đột phá khoảng cách xa luôn, nhưng mà nếu mà mình nghe mình sẽ thấy được là ảnh có cố gắng để cải thiện cái kỹ thuật của mình hàng ngày qua từng bài. Em cũng rất là gọi là appreciate cái chuyện đó, nhưng mà về cái khuyết điểm của cái bài này đó là khi mà mình làm ra một cái bài club banger mình phải nghiên cứu làm sao, tại vì club banger thì đúng như cái tên gọi của nó là mình chơi trong nhạc trong club mà nếu mà nhạc chơi trong club mà không làm cho người ta nhún nhảy được là thì bài đó feel theo thì nó hơi ấy xíu. Em nghĩ là cái vấn đề là nằm ở cái delivery của anh Phúc Ray, đúng rồi, đó là do cái phát âm của ảnh với lại cái tông giọng của ảnh nó chưa có phù hợp với beat, và cái dường như là phần mixing cũng vậy, nó không hợp với beat nên là làm cho cái bài nhạc nó không có được hòa hợp á. Người ta nghe người ta cảm thấy nó hơi bị lạc quẻ một tí, người ta khó chịu nên là người ta sẽ không có feel theo bài nhạc được.
Với lại anh cũng có cảm thấy ở trong cái phần, nếu mà xét cụ thể thì anh thấy là cái phần ở cái phần V2 thì Phúc Ray có trải nghiệm một tí xíu, nói chung là cũng một tí xíu về cái nào đó về cái phần cuộc sống, như là lúc trước anh như thế nào đó, nhưng bây giờ anh như thế nào đó thì nghe nó cũng có vẻ kiểu là đang diễn tả như thế nào ta, anh quên cách diễn tả của nó rồi. Em thì thấy là trong cái bài này anh Phúc Ray bị thiếu cái độ flex. Đúng rồi, thiếu cái độ flex. Tại vì vơ 1 thì theo anh thấy luôn á, trong cái vơ 1 và cái vơ 2 nó không có sự liên kết rõ ràng. Nha, nó không có tạo được cái điểm giống. Ví dụ như là vơ 1 thì Phúc đang đi theo kiểu mà đang tương tác với một cái bạn nữ nào đó ở trong một cái cuộc vui nào đó, nhưng mà qua vơ 2 thì Phúc lại đang dạng như là trải sự đời á, nó giống như là bị lạc đề á, nó đang bị lạc đề. Cái rồi xong rồi vô vào cái đoạn mà trung tâm thì nó lại trở về cái nguyên bản cũ, thì mình nghĩ nó nghe về nó không hợp lý lắm, cho lắm. Cái ý nó là như thế này, những cái bài mà club á thì những cái người rapper họ thường flex rất là nhiều, tức là mình không có cần thiết là phải quá tự cao. Đúng nhưng rồi. Mà mình cần phải có cái độ tự tin trong đó, với lại mình phải đặt mình làm trung tâm của bài nhạc đó để cái phong thái của mình nó sang hơn á, thì làm cho cái bài nhạc nó cũng level lên theo cái level đó up hơn. Yeah. Còn Phúc Ray trong cái vơ 2 ảnh khai thác chủ đề chưa đúng lắm, tại vì nếu như mà những cái câu chuyện về cuộc đời ảnh thì nên để dành cho những cái bài mang màu sắc khác. Đúng rồi, một cái màu sắc sản phẩm khác thì nó sẽ hay hơn. Yeah. Với lại em cũng muốn nói thêm về phần MV. Tại vì em không biết là mọi người như thế nào, nhưng mà bản thân em á thì thà là mình như thế này thì nó hơi thẳng quá, nhưng mà cái tâm thế của em thì nó không có tiêu cực hay là đả kích nha. Đó là thà là em không làm MV luôn, còn làm thì nó phải thật chính xác với bài nhạc. Tại vì cái MV, cái visual nó rất là ảnh hưởng tới cái trải nghiệm của người nghe khi mà họ nghe cái bài nhạc đó. Đúng rồi. Ví dụ như trong MV này nó có những cái chi tiết như MV nó cái vết nhòe của TV hồi xưa mà mình xem á, tức là những cái hiệu ứng mà mình thường dùng cho những cái video vintage thì nó không có phù hợp với những cái video như thế này. Nó làm cho bài nhạc bị, nó làm cho cái MV bị hơi lạc. Nó không có đồng bộ với bài nhạc. Đúng rồi. Nó không có đồng bộ được với bài nhạc được. Thì cái MV thì mình xem theo kiểu là đáng lẽ mình theo, nếu mà thực sự luôn nha, khi mà không xem MV á, nếu mà mình nhắm mắt là mình cảm nhận thì mình có thể là mình cảm nhận giống như là đang ở trong một cái club thật sự hay là một cái gì đó, và đang gặp một cô gái nào đó để mà vui vẻ hay là trò chuyện, hay là ở trong một cái club, và thật sự trong club thì nó có cái gì là ánh sáng đèn chiếu loẹt loẹt rồi mọi người rất là đông ở xung quanh, nhưng mà trong MV này thì không có những cái chỉ đó, chỉ có hai người hai nhân vật thôi, thì cái club đó nó không đúng là cái club cho lắm, thì nó làm cho bài nhạc bị giảm cái phần trải nghiệm. Và ok, đó là bài chơi đê của Phúc Ray. Bây giờ là bài Có Gì Hơn Bây Giờ của Jimmy Ngũ Yên, Playboy Cari và Tân Thang. Đã tới lúc đã tới lúc chúng ta thư giãn, chúng ta sẽ hướng tới những bài nhạc mình không có gì để nói nữa, cái chiều không gian. Yes. Thời gian đã cuộc sống có gì hơn bây giờ.
tu fais ailleurs, y'a pas de tête au menu. Mais que tu m'aimes, moi ça t'aime, moi quand c'est long. Dis-le l'amour, y'a une grande stamina. Toi, y'a ta joie, t'as qui est stamina. Balenciaga est prêt à la mena. Pas y'a plus fort, trop de mama et bec, man. Cái gì đó đó anh em. Anh Vega đang vẫn nội công để tìm ra những cái từ ngữ khả thi nhất để diễn tả đang về bài này. Rất là quằn quại trong tâm trí của mình khi mà nghe nhạc của Trung Tâm, là gì có những cái thứ mà anh nghĩ là người bình thường sẽ không bao giờ cảm nhận được chuyện đó, bằng nói nó thành lời được đâu mọi người. Kiểu giống như là sao ta, một cái bài nhạc mà nếu mà bây giờ anh xét cái phần mà melody đi ha, phần melody đi, thì họ giống như là những cái người mà ca sĩ hoặc có thể là nhạc sĩ thật thụ luôn á, tại vì những cái đoạn melody của họ chơi một cách rất là hay, và họ sắp xếp trong một bài nhạc rất là hay. Và kể cả về mình nói cái phần dùng từ ha, thì hồi nãy mình xem qua ba vơ luôn, thì cái vơ cuối cùng nó tạo ra một cái sự đa dạng trong cái ngôn ngữ. Đó là cái chữ núa. Cái chữ nó là núa là của người miền Trung. Cái cách họ sử dụng từ rất là hay. Từ ngôn ngữ miền Nam, miền Bắc, miền Trung, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng cách Pháp rất là, nữa rất là, tiếng Pháp nữa. Có Pháp âm nữa. Small, này, hồi nãy có cái từ tiếng Pháp nữa. Trời, nói chung là excellent. Thật sự là Cái mà em mới để ý thấy ngay trong cái lần nghe này thôi, đó là nhạc của Trung Tâm á, anh có để ý bài này nó giống như là một cái người vừa bị thất tình xong uống say xong hát ra. Đúng rồi, nó cảm giác giống như vậy. Nó tạo ra cái độ đồng cảm. Dạ. Tức là những người khác khi mà họ rơi vào cái trường hợp tương tự, họ cảm thấy đồng cảm với bài này. Với lại cái từ ngữ mà những người trong Trung Tâm sử dụng á, nó tục nhưng mà nó thật. Nó thật, đúng rồi, nó tục nhưng mà nó thật. Nó thật giống như là mình khi mà mình cảm giác mình đang, nói chung là mình đang trong cái cảm giác gọi là high đi ha. Đúng rồi. High hoặc là mình đang say gì đó và mình đang muốn bộc lộ một cái gì đó ra mà mình không thể nào nói nó một cách văn thơ được. Mình không thể nào kiểm soát nói thẳng thôi. Yeah.
thì mình giống như là nỗi cảm xúc này, giống như trong cái trạng thái vậy á, thì cái bài nhạc này họ đang bộc lộ được cái cảm xúc, cái vibe đó ở trong cái tình huống đó rất chính là hay. Nghe và... là cảm nhận được luôn, đúng không? Má mình say vô mình nó cũng y chang giống vậy á, má mình sẽ nói những cái thứ rất là, má rất là nghe cảm giác nó rất là điên rồ, nhưng mà thật sự là những cái câu từ này nó rất là đúng đúng đắn trong cái thời điểm đó luôn. Và xen giữa những cái câu lyric thô nhưng thật đó thì trung tâm vẫn có những câu lyrics mà mình dễ dàng có thể quote nó lại và làm cho nó viral. Ví dụ như không thể nhìn thấu em dù thường xuyên thấy em cởi trần trong vơ cuối của Tấn Phan. Đó là một câu rất là hay, tại vì nó thật, nó nhưng mà nó đúng rồi, xen kiểu như là những cái câu văn thơ nó lại xen giữa những câu thô nhưng thật á, tức là nó phục vụ được cho cả hai đối tượng nghe. Nó rất là nhiều yếu tố luôn á. Khi mà bạn, nếu mà thật sự luôn nha, nếu mà bạn nghe nhạc trung tâm nhiều, bạn thì bây giờ mình cảm giác như là khi nói là nghe nhạc trung tâm mà xong nghe nó quắn quéo quá là không nghe được. Cái thật sự luôn á, các bạn hãy thử đem hết tất cả các lyrics trong những cái bài nhạc của trung tâm ra, đem viết ra hẳn một cái cách đàng hoàng á, rồi các bạn nhìn lại thử xem cái câu chuyện đó sẽ như thế nào, thì mình chắc chắn các bạn là sẽ tìm ra được một vài thứ rất là hay. Thật sự không phải một vài thứ nữa, cả cái bài nhạc đó thật sự rất là hay. Còn nói về kỹ thuật á, thì không cần phải bàn nữa. Trong cái đợt trước khi mà mình khi mà em ngồi react nhạc trung tâm với anh Thái Sơn thì hai anh em cũng đã nói rồi, đó là nhạc trung tâm nó có rất là nhiều kỹ thuật âm nhạc. Đúng rồi, đó chính xác. Tại vì nói là điên như thế nào đi chăng nữa thì những cái người nghệ sĩ của trung tâm á, đa phần đều là những người đã có kiến thức âm nhạc sẵn trước khi họ làm nhạc trung tâm rồi. Ví dụ như em cũng biết được là gia đình của anh Jimmy Ngũ Yên cũng đã có truyền thống làm nhạc lâu đời rồi. Còn anh Playboi Carey thì là Aki My Man Aki đó, vocalist của Seven Uppercut đấy. Toàn là những còn, nhưng mà Tấn Ben thì bài này mình chưa biết. Tấn Ben thì bài này mình chưa biết. Tấn Ben thì em không biết thiệt. Này là, nói chung là đa số toàn là tay to thôi. Không phải là dạng vừa, nên là giống như điệp viên mật danh nha mọi người. Yeah, không có đùa đâu. Ok nhạc trung tâm. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại thế giới loài người. Một pháo ơi, ganh tị của Tej quằn quại như chơi chất kích thích đến từ trung tâm. Cảm ơn trung tâm rất là nhiều. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ nghe bài ganh tị của Tej. Let's go. Mất ngủ mất giấc, bán sức khỏe, mua những kẻ theo chân nhất cử nhất động, ấp ủ giấc mộng, giật bật nắp cống, làm nhạc vàng bạc chất đống để giờ tao nếm thử thất vọng. Bây giờ phát ngôn là phải luôn đúng mức, biểu cảm khuôn mặt phải trông giống như nàng công chúa ở trong cổ tích. Sao số là phải văn vở, ăn ở thùy mị nên chúng mày kỳ thị người xăm trổ. Tin buồn là bọn tao làm vẫn theo sở thích, điên cuồng âm nhạc tao sầu lý. Đánh giá qua những cặp quần mỗi khi mở beat, thay vì là cách mặc quần của bọn tao hở đi. Trang báo thì đăng láo không biết sợ, dìm kẻ tiến bộ dắt mũi hàng nghìn kẻ mến mộ. Mà đến đâu haters tự bốc phét tự tiết lộ, đợt đợt đều gật như chú chó mồm xem xét là có người viết hộ. Nhớ biết chưa, bọn tao càng nhiều fan Facebook, Insta, bọn tao hot trên cả Twitter. Nhắn họ hàng người quen là show some respect, bitch we run the game boy. Kia giọt nước kia đã tràn ly, my whole squad there with me. Hoàn toàn xứng đáng cho những gì bọn tao làm. Và giờ thì your guy đã start being MV. Tao đều không khác kiểu you me đâu. Tao đây chống whack with whole team yo. Ain't no go yo, keep your lies on me. Your guy MV hoes, you're still guy MV hoes. Sao mày lại ghen tị? Sha-la-la-la. Sao mày lại ghen tị? Sha-la-la-la. Sao mày lại ghen tị? What's good? We're ready son. Mày chỉ trích nhạc mà tao dùng quảng cáo, nó chỉ đưa thứ nhạc tao vắng lừng và thêm thu nhập cho gia đình. Chắc chắn tao vẫn làm và hip hop vẫn cứ đập và đá bùm vào trong tao. Khoan dừng, tao tự cho phép để kiêu căng. Ok, cùng cái đam mê bố mới cháy từng đấy show, lấy được mấy tờ giấy màu. Mày nghĩ mày hip hop được hơn tao à? What the fuck just happened? Dừng, một tin từ thép và hiếu thắng. À, chật vật, trau dồi và cập nhật. Tao ngồi và tập đọc hàng đêm mà tốc độ rap vẫn thua cách chúng mày lật mặt. Hai chấm ngoặc ngoặc. G, when I say G, I know exactly what you think about. Tiền nhiều làm gì để lên MV và chúng mày ế màu vào. Người ta shout out không thích mày đi mà nghe tiếng thép và gào ở trên web sẽ khiêu dẫm. Yeah, giọt nước kia đã tràn ly, my whole squad there with me. Hoàn toàn xứng đáng cho những gì bọn tao làm
và giờ thì do cái đã start liên MV. Tao đeo phong cách kiểu nhu mì đâu, tao đây trông quách quỷ thâu thìn yo. Ain't no go yo, keep your lies on me. Do cả đem MV hoes, you're still cả đem MV hoes. Gang gang, sao mày lại ghen tị? Sao mày lại ghen tị? Sao mày lại ghen tị? New one's good, we're ready. Tao đeo phong cách kiểu nhu mì đâu, tao đây trông quách quỷ thâu thìn yo. Ain't no go yo, keep your lies on me. Do cả đem MV hoes, you still got MV hoes. Let these motherfuckers know, let them 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 know. Let these motherfuckers know, let them 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 know. Bọn ăn double mà sụp miệng nước công mất lá khô. Bọn ăn double mà sụp miệng nước công. You better stop being envious. Bọn ăn double mà sụp miệng nước công mất lá khô. Bọn ăn double mà sụp miệng nước công. Để tao trash talk. Hey yo, listen up you bitch ass haters. Yeah, yeah, yeah. Không cần lưu ví, không cần Gucci. Tìm ngay cho tao hai em hàng ngon thư ký. Một cho tao và một cho cả thầy. Vì là tao cả thầy vẫn luôn chung một gu lý tưởng. Ok, mời anh Mega Ace phát biểu. Bài nhạc hay, màu sắc MV đẹp, nhạc thì mang hơi hướng rất là hiện đại. Và đặc biệt thì text là một cái bạn rất là tài. Và mình thấy cái điểm đặc trưng của bạn text này là, mình không nói về cái việc mà dùng vần nha, tại dùng vần thì mình thấy là cách dùng vần của bạn rất là hay. Nhưng mà tuy nhiên thì nó cũng tương đối là bình thường cho lắm. Bình thường, khá là bình thường. Tại vì có những cặp vần mà nó sẽ không có đồng dấu, nhưng mà nghe vẫn ok. Nhưng mà đặc biệt gây ấn tượng nhất của mình là về cái dòng flow. Flow này mình nghe thì có vẻ ảnh hưởng của Eminem rất nhiều. Yep. Là cái chỗ mà sắp đặt của các cái cặp vần, và hầu như là nó không được cố định, mà không có chỗ nào giống chỗ nào hết. Khi bạn nghe thì bạn sẽ không thể nào bắt được. Ví dụ như là bạn đang muốn cái lỗ tai của bạn đang nghe mà bạn lắng nghe là cái chỗ đó sẽ thả, chỗ đó sẽ thả vần ở đúng cái nhịp đó, nhưng mà không, nó sẽ chệch cái nhịp đó một bước, hoặc là nó sẽ đi qua tới những cái bước sau nó mới thả. Yeah, yeah. Yeah. Hồi xưa em cũng hay gieo phần chỗ đó. Hồi mà em mới tập rap được khoảng chắc vài năm đó, thì em cũng hay gieo phần chỗ đó. Tại vì em thích cái kiểu mà mình không có muốn người ta biết là mình sẽ làm cái điều đó. Đúng rồi. Cho nên là em nghĩ là Tesh cũng là một người bị ảnh hưởng ở Eminem ở cái chỗ đó. Nhưng mà cái mà làm nên cái thương hiệu của Tesh á, nó không phải là vần đó, mà là nó là cái RAM scheme của Tesh. RAM scheme tức là cái sơ đồ mà Tesh gieo vần á. Giống như anh nói hồi nãy là nó bất ngờ và nó dày lên. Đúng rồi. Tức là Tesh sẽ gieo vần liên tục và không có chỗ nào bị lặp lại hết. Thì cái RAM scheme của Tesh nó là một cái RAM scheme khá là phức tạp. Đó cũng là cái làm nên cái flow của Tesh. Tại vì hồi xưa giờ, giống như trong cái video mới nhất mà em mới làm cho Vip Hop là flow là gì á, thì em cũng giải thích là hồi xưa giờ chúng ta luôn mặc định vần nó là một phần của lyrics. Nhưng mà chúng ta, cái điều đó nó không sai, nhưng mà chúng ta không có biết là vần nó cũng là một phần rất quan trọng của flow. Tại vì nó sẽ tạo ra những cái điểm nhấn cho flow. Tại vì nếu như mà mình không có gieo vần đó, thì mình flow không có được. Mình sẽ rap giống như là mình không biết rap vậy. Đúng rồi. Nó là sự phải có flow, thì phải có vần thì mới flow được. Cho nên là cái RAM scheme dày như vậy đó, nó làm cho Tesh có cái kiểu flow biến đổi liên tục. Nó khác thường, nó không có làm cho người ta ngờ được là Tesh sẽ flow như vậy ở chỗ đó. Với lại cái điều mà anh thấy hay của bài này là về cái sự mà máu lửa của sự tự tin. Sự tự tin máu lửa về hip hop, và cái sự mà gọi là cái đó kêu là cái gì ta? À, ngông cuồng, đúng rồi, đấy kêu mẹ. Cái sự ngông cuồng thì mình rất là thích cái thể loại này, kiểu mà anh em rất là tự tin về cái cách mà mình đang chơi, và mình cái dòng nhạc và cái văn hóa của mình nó được tôn rất là cao, và mình rất thích. Nói chung là Tesh là một người, nhưng mà
em vẫn cảm thấy là âm nhạc của Tesh nó thiếu cái sự trải nghiệm. Đúng rồi. Tức là nghe thì nó có rất là nhiều kỹ thuật trong đó và mình rất là thích, nhưng mà nó sẽ không động lại được cái sự đồng cảm bên trong người nghe. Vậy như thì là nó thiếu cái sự trải nghiệm. Theo như cái bài này thì em thấy là đa phần là show off nhiều hơn. Yeah. Show off về bản thân, về cái dòng nhạc, về cái văn hóa và về cái cách mà anh em đang vận hành. Thì nhưng mà ý là kể cả là một bài nhạc để show off cái văn hóa của mình đó, thì nó vẫn có đặc biệt luôn á. Em theo như quan điểm của em luôn là đặc biệt là những bài nhạc mà show off cái văn hóa của hip hop á, thì nó càng phải làm cho những anh em hip hop cảm thấy đồng cảm, tại vì mình chung văn hóa mà. Nhưng mà bài này thì em chưa feel được cái đó lắm. Cũng có thể là cái bài này anh đang thấy là nó đang theo cái góc nhìn của Tesh và cảm nhận riêng của Tesh. Nhưng mà ý là bài này thì nó sẽ brag nhiều hơn. Đúng rồi. Cho nên là mà trước khi qua bài mới thì em nhớ lại một cái chi tiết từ cái mà anh nói là ngông cuồng á. Là Tesh là cái người mà sau khi bước ra khỏi một cái chương trình truyền hình mà lại dám đứng lên để đối đầu với đại chúng, để bảo vệ cho những cái đồng đội của mình như là Tờ Linh hay là Gonzo rồi nọ, thì đó là một cái tinh thần bảo vệ nhau, một cái tinh thần đoàn kết rất là đáng để shout out. Yeah. Trong cái văn hóa hip hop nó rất là cần cái đó. Đúng rồi. Hip hop bây giờ nó rất là cần cái đó. Nói chung là chúng ta bảo vệ lẫn nhau và yeah, nó sẽ cùng nhau phát triển, cùng nhau đi lên. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tiếp theo. Ồ, bài này có vẻ hơi hướng giải trí nè. Ghét cầm chó của T-Boss và Justin Đạt. Ok. Let's go. Let's go. Ui ông ấy, lại một cái mùa Valentine nữa đẹp. Lại gặp cha trong cơm chó. Quá nhiều cơm chó. Đi đâu cũng thấy cơm chó. Ở nhà nó như thế này ra nên làm gì nó mất hết rồi. Năm nay sao thấy xui ghê, là thêm một năm tôi ê như thế mà chẳng xin nhê. Cả năm dù có cố gắng cái kết vẫn chẳng ai mê. Lại thêm Covid. Đeo khẩu trang vào. Vẫn là thường niên, tôi sẽ lại phát điên khi thấy đôi nào vừa nắm tay. Một tay nắm tay cầm tay ga, làm cay đắng cho người đi qua. Cơm cho ôi là bên nhà tôi đã no. Tôi nào quá ôi sao có cơm cho hơi nhiều. Nào ôm nào hôn qua các ca tư đúng nhiều đôi hoàng. Dù đã cho muốn nước thấy nhưng vẫn cơm cho hơi nhiều. Chỉ muốn được kiếm một ai ta tốt để dễ yêu thương. Tôi ghét cơm cho, ghét cơm cho. Tôi ghét cơm cho, ghét cơm cho. Không muốn cơm cho, nó mơ cơm cho. Tôi ghét cầm chó, không muốn cầm chó, nó muốn cầm chó. Đêm phút nào, yeah, ngồi công viên mà cũng không yên. Từ Cầu Giấy cho tới Long Biên, đi ra ngoài đường thì sợ Covid mà lên Facebook lại gặp bọn hôn hít không chuyên. Không biết ra dậy cả đêm lẫn sáng, suốt ngày tháng tôi thì giang mà đâu có đáng đâu. Vì không một ai thèm yêu bọn tôi mới chán. Áo đẹp bàng thêm đôi Gucci fake, sáng vẻ lạnh lùng nụ cười trên môi thì nhất cuốn hút các em gái dân chơi dân tổ mình chưa chất nên người yêu tương lai sẽ đếch phải đốn chê. Bọn nó good nhưng good boy no fun, chơi tệ thì làm gái chơi tốt ấy lâu nằm. Nên là xin được phát cơm cho nơi bạn A, nếu không muốn nghe tiếng bùm vặt thấy đặt bay. Tôi đã qua ôi sao có cơm chó hơi nhiều. Nào ôm nào hôn qua các ca tư đúng nhiều đường. Dù đã chẳng muốn đâu thấy nhưng vẫn cơm chó hơi nhiều. Chỉ muốn được kiếm một ai thật tốt để dễ yêu thương. Tôi đã qua ôi sao có cơm chó hơi. Cho, không muốn cầm chó, nó mơ cầm chó. Một chút nào.
kẹ. Bài này thì tuy là không phải gu em lắm nhưng mà em vẫn phải công nhận là dễ thương. Yeah, nghe nó rất là dễ thương. Mà đặc biệt là nó lại đúng với cái mood của anh á. Kiểu là yeah má, hay đấy, kiểu là yeah, bắt cậu lương anh... yeah. Nhưng mà yeah, có một cái điều cậu lương yeah, đã sao vậy được. Có một cái sự cheating ở đây, một sự gian dối ở đây là T-Boss là một trong những người phát cơm chó nhiều nhất Facebook của em. Theo mình biết luôn thì hai thanh niên này là T-Boss. Hai thanh niên là thanh niên cơm chó. Thanh niên T-Boss cũng có người yêu và GS Tiến Đạt cũng có người yêu, và hai khứa này đây đang làm một cái bài mà dành cho mấy thằng FA mấy bạn. Mình cũng không nghĩ sao. Nhưng mà cái bài này thì thực sự là nó đúng hoàn cảnh thiệt, và anh em có thể sử dụng nó để mà nghêu ngao những câu hát này. Nó là những bài này là những bài mà chúng ta sẽ bắt gặp những cái nhóm bạn trẻ hay hát guitar ngoài đường á, họ sẽ hát những bài như thế này, với lại kiểu những cái bài mà phù hợp với những cái môi trường. Đúng rồi. Không hip hop, ví dụ như trường học nè. Đúng rồi. Vân vân, hoặc là những cái show đại chúng. Với lại cái cách mà các bạn sử dụng từ ngữ thì nó rất là gần gũi với mọi người. Nó khéo. Dạ, nó rất là khéo. Với lại mình thấy có một số chỗ giống như là gì đó. Cái gì mà no good á. Cái gì quên mẹ ra. Bad boys no good. Bad boy no good but good boys good boy no fun. Yeah, cái chỗ đó thì các bạn đưa vô vào cái thời điểm, mình nhớ theo khoảng thời điểm đó thì nếu mà đúng thì nó là thành một cái trend á, cái câu đó là thành một cái trend á, rất là hay. Cái bài nhạc rất là tốt. Bài này thì mang tính giải trí cao là chính. Tính giải trí nó rất là. Nhưng mà để làm ra được những cái bài như thế này không phải là dễ lắm nha. Yeah, đúng rồi. Tức là phải có một cái mood nó đúng như vậy thì mới làm ra được những bài như thế này, còn đưa những thằng thô cạch như em thì giống như bạn dạng như là mình thô nhưng mà thật em kiểu là tự mày đừng có hôn nhau để fuck. Ok, bây giờ là bài Oh No của Tommy Tèo, Billy 100 và Crazy. Chúng ta Crizzle và anh Hổ lại tới với lại Michael. Chơi đi Michael. Let's get it. Cái dạng MV này hay ha. Dạ. Oh no, no, no. Oh no, 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 no. Oh no, no, no. Những nồng nàn tan đi, oh no. Ai giống như bằng trong con tim, oh no. Say bye với hater, không quan tâm, oh no. Phone reo trong studio, đã tới giờ, oh no. Đóng băng đồng hồ, quay lại bộ đồ trong phòng thu. Vẫn miệt mài cho ra bài making move. Vẫn chơi đùa, ninja rùa trên đường đua. Những lời đồn nghe thật ồn, tao phải xua đi. Check my phone, holla, holla, picking up the phone. Holla, ring, 24, holla, I wanna do some more. Khi anh đã được recall, lý tưởng của anh là tự do. Kiếm thêm nhiều và tiền to, cho nên tỉnh táo không phải overdose. You can see money in the bank, bởi đã tăng theo thời gian. Thay đổi quần áo thật sang, bởi đã chấp nhận ta sẽ như Jenny James. Anh em ta đứng trong một gang, working, working everyday. Tao đâu đây không có tăng thời gian, chơi một năm tao đi chơi nhạc hay. Love my safe for bitches, do my thing for the business. Tôi làm với cộng đồng và tôi làm với chính ta, tôi mới thấy niềm tự hào của người dân. Vì tôi làm tới khi nào tâm thần phân liệt, giữ cho sức nóng điều hòa thân nhiệt. Tôi đặt lên hàng đầu là sự tâm huyết, trong một dòng máu ta không phân biệt. Những nồng nàn tan đi, oh no. Ai giống như bằng trong con tim, oh no. Say bye với hater, không quan tâm, oh no. Phone reo trong studio, đã tới giờ, oh no. Đóng băng đồng hồ, quay lại bộ đồ trong phòng thu. Vẫn miệt mài cho ra bài making move. Vẫn chơi đùa, ninja rùa trên đường đua. Những lời đồn nghe thật ồn, tao phải xua đi. Pick up the phone, đi qua phòng thu. Quăng ra đồ ngon, anh em cùng gu. Tao là phần cút, kiếm từng đồng xu. Ở bên trong thành phố, không muốn là thằng ngố thì mày phải dùng mưu. Kiếm tiền thật lớn cho bang, tối về ôm cây gối ngủ. Vậy con đường tới tương lai, không được đi theo lối cũ. Ta đến phải phóng như lao, niềm tin phải bán như rau. Thành công phải sáng như sao, để tao không có đối thủ. Đưa lên tao bay xa, không được chơi đùa. Nhìn tao viết luôn thăng hoa như là chơi bùa. Mà được gánh ghét xin xì, khiến tao đau đầu. Tao vẫn sẽ bước chân đi, đừng ly cực chúng tao mau giàu. Những nồng nàn tan đi, oh no.
ai giống như bằng trong con tim. Oh no, say bye với hater không quan tâm. Oh no, phone reo trong studio đã tới giờ. Oh no, đóng băng đồng hồ hay là bộ đồ trong phòng thu. Vẫn miệt mài cho ra bài making move. Vẫn chơi đùa ninja rùa trên đường đua. Những lời đồn nghe thật ồn, tao phải xua đi. Dám lại giờ với hiện tại, linh hồn này never die. Hợp đồng cắm đây nếu có làm có hợp quay. Giờ để trong phòng thu làm nhạc tới ngày mai. Em nhìn từ nhiệm không cho phép tao làm sai. Uống cuốn và lái tập dần quên đi sợ hãi. Đứng dậy đi tiếp không lãng phí cả đời trai. Liệu rằng kết thúc đó dành cho tao có giống như tao nghĩ. Hay chỉ có thương đau của tất cả tình yêu cho đi thật xa xỉ. Đó hãy xin ngầu ra ba con sao tao phải đi về đâu. Cầu nguyện trong thánh đường giữa dòng biển lửa ghi ra trong từng câu. Làm ra nhạc hay để cho một mai tao sẽ được bay trên phi thuyền. Đóng vào đồng hồ và khoan lên bộ đồ, nhảy lên hay cửa tăng ga đi liền. Y như tạc răng ở bên trong đường xanh, đôi khi thường xuyên với một túi tiền. Đối với đời hai xong được phiêu dài điều hay cho tụi bay phải vỗ tay. Những nồng nàn tan đi, oh no. Ai giống như bằng trong con tim, oh no. Say bye với hater không quan tâm, oh no. Phone reo trong studio đã tới giờ, oh no. Đóng băng đồng hồ hay là mùa đồ trong phòng thu. Vẫn miệt mài cho ra bài making move. Vẫn chơi đùa ninja rùa trên đường đua. Những lời đồn nghe thật ồn, tao phải xua đi. Nhạc hay quá. Nói về bài này thì không phải bàn, quá catchy. Với lại cái sự phối hợp của ba người anh em với lại drop hổ này thì làm cho con beat này, nói chung là làm cho cái bài này luôn đó là nó tuyệt vời. Yeah. Nhưng mà đúng là cái bài này nó rất là hay và nó làm em nhún nhảy rất là nhiều. Nhưng mà có một số cái khuyết điểm mà em nghĩ là chắc là do cá nhân em thôi. Đó là cái beat của anh Hổ, anh đánh có giữa những cái dao, giữa cái đoạn giữa cuối vơ với lại vô hook á, nó dừng nhạc hơi nhiều á. À, tạo ra nhiều cái điểm dừng đó đúng không? Thì cái đó mình nên kiểu em nghĩ là làm một tới hai lần thôi. Tại vì em thấy hơi nhiều thì đúng rồi. Khi mà khán giả họ tới gần cuối bài á, thì khán giả sẽ có xu hướng nhảy nhiều hơn. Mà những cái bài này thì những cái bài chắc chắn là chơi trong club là tuyệt vời nhất rồi. Nhưng mà nếu mà cứ có những cái đoạn dừng như thế thì khán giả họ lúc mà họ nhún nhảy bị, họ hay bị tụt mút lắm. Bị mất một nhịp. Yeah, bị mất nhịp á. Họ không, lúc đó họ đang headbang đi, xong tự nhiên cái nhạc dừng cái họ bị ngơ ra. Đứng lại khoảng vài. Yeah. Khoan dừng lại mấy chừng mấy giây giống như. Thì đó là cái về phần beat. Còn về Billy với lại cái verse rap của Tommy Tèo á. Tommy Tèo làm ra một cái hook rất là hay rồi, đúng rất rồi. Là catchy rồi. Nhưng mà cái verse rap của Tommy Tèo nó lại theo anh cảm nhận nha, thì anh cảm giác nó bị chổi á. À, anh không biết là lúc mà Tommy Tèo lúc mà Tèo thu thì cảm giác như thế nào, nhưng mà nó bị chổi vậy ở cái phần bắt đầu vô verse. Nó không có đồng, nó không có đồng đều giữa cái vocal, nó không có giữ được cái nhịp cho mọi người á. Nhưng mà nghe thì nó vẫn cứ là ok đó. Nghe vẫn dính. Vẫn phải nói là vẫn dính. Với lại một cái phần nữa là ở cái đoạn beat giống như hồi nãy em nói, thì mình mà anh Hổ làm theo kiểu mà dừng nhiều chỗ quá, nó không có tạo ra sự bất ngờ cho cái bài á. Dạng như là má tới chỗ đó nó lại dừng một phát, tới khúc cuối nó lại dừng phát nữa. Nhưng mà nếu như mà ở những cái đoạn giữa đó mà mình cho vào những cái adlib vô. Đúng rồi, những cái adlib vô thì để giữ cái nhịp á thì đùm nó sẽ tuyệt vời á. Với lại cái hay của Hổ trong cái beat này thì thật sự là rất là hay ở cái chỗ là kết nối được cả cái flow của cả cái hook và của cả ba người nha. Thì con beat này nó đánh vừa nhiều cái bass và cái snare nó kiểu nó rất là theo khuôn luôn á mọi người, kiểu là nó theo từng người. Cảm nhận là nó sẽ đi dính theo từng người luôn chứ không phải là nó đi riêng lẻ một cái gì đó. Giả như là nghe Tèo nó sẽ như thế này, còn Billy là còn Crystal thì má khúc cú nó nghe cái vô chỗ chơi bùa là tới quá rồi. có một cái mà em nghĩ là Billy hình như lúc mà làm cái bài này Billy không có đặt cái tâm thế là sẽ làm để chơi trong club. Em nghĩ là vậy thôi nha, chứ không biết là lúc đó Billy chính xác là như thế nào. Tại vì cái flow của Billy nó mang tính show kỹ thuật á, nó khá nhanh. Yeah. Và chính vì cái nhanh đó mà nó sẽ làm cho bài nhạc bị, ngay cái đoạn của Billy nó bị
nó bị giảm catchy đi một đúng tí rồi. Giảm xuống một xíu, tức là người ta vẫn sẽ nhún nhảy theo 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 beat nhưng mà nó sẽ bị giảm catchy đi. Cái flow mà em cảm thấy hiệu quả nhất là flow của Krizo. Đúng rồi, flow của Krizo. Tại vì khi mà chơi trong club á, mình sẽ nhún nhảy rất là nhiều, mình sẽ cần rất là nhiều hơi để làm được cái chuyện đó, vừa rap vừa nhảy. Mà còn Billy thì sẽ bị hụt ở cái đoạn đó. Với lại á, khi mà người ta bận nhún nhảy á, thì người ta sẽ không, người ta sẽ ít quan tâm đến việc là Billy show cái kỹ năng nhiều như thế nào. Đúng rồi. Với lại đa phần nếu mà làm theo như vậy thì anh thấy là cái phần mà tốt nhất nó vẫn nằm ở Krizo và Tèo. Ở cái chỗ là cái flow họ rất là, nói chung á, nó không phải là cái gì đó quá ghê, nó vừa vừa đủ thôi. Nhưng mà cái cách họ truyền tải, cái delivery, kể cả cái vibe của họ trong đó họ bộc lộ rất là đã. Kiểu mà khiến cho khi mà mình nghe vào á, nghe nó từ 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 và mình cảm nhận được thì cái nó chỗ đó. Yeah, biết. Đúng rồi. Tại vì có, đây là cái chia sẻ cá nhân của em, đó là cái trải nghiệm hồi xưa mà em đi Đà Lạt á, em lên quán đi coffee thì quán đó của anh Tùng Xoài. Thì anh Tùng Xoài cũng là một người chơi rap, thì anh cũng, anh nói với em là tại sao anh thấy một cái điều lạ là tại sao những cái rapper họ thường muốn kill the beat mà không phải đặt một cái tư duy khác là mình sẽ hòa hợp với con beat để mình hiểu nó hơn và mình trở thành một nhạc cụ trong đó luôn, thì mọi thứ nó 100% hơn là mình cứ cố gắng để kill con beat. Yeah. Thì nhưng mà trong cái trường hợp mà chúng ta nghe một cách bình thường như thế này thôi thì bài này tuyệt vời rồi. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà chơi trong club thì cái verse của Billy sẽ hơi bị hơi khuyết điểm một chút thôi nha. Nó hơi, không phải là quá lớn, vấn đề nó không quá lớn đâu. Hơi thu thiệt hơn Krizo với nhau một xíu. Nó sẽ kiểu bị 99% thay vì là 100. Nhưng mà xét về kỹ năng và cách sử dụng từ ngữ của họ thì tuyệt vời. Yeah. Mấy anh em đang chơi rất không, là không thể chối cãi được. Yeah. Và bài cuối cùng là bài cuối cùng là 100 của Billy 100 với hổ luôn. 100 của Billy 100. Nhưng nó lần năm lần đôi for my gang, money trong nhà bank cứ tăng dần. Như là baby, nguồn cảm hứng là thứ tao đang cần. Làm việc công dân Tây, gọi tao đây là một gã tâm. Kiếm 100 trong vòng 1 năm, năm sau tao nhưng nó lần năm lần đôi for my gang, money trong nhà bank cứ tăng dần. Như là baby, nguồn cảm hứng là thứ tao đang cần. Làm việc công dân Tây, gọi tao đây là một gã tâm thần. Làm những điều như tao, năm 18 có bao cái dám. Chó còn AOA, lướt trên nền biết 808. Nhưng ngày hôm nay thì tao đã có nhiều bùng đất bám. Đời này không phải là freestyle, nên mình muốn thành công thì phải dùng chất xám. Mẹ tao trải qua bao gian ải, nên bây giờ tao phải khác. Thôi, I have a good time, but I still be a bad boy. Hater muốn đặt tao xuống, còn tao chỉ mong nó được khá. Thôi, để dành tiền xây phòng thu và mua cho mẹ thêm đèn cá. Còn đất này xong thêm đồ tết, mua thêm vài đôi giày, mua dầu thâm thâm mùi cuss. Mùi thơm ngập trong nàng nguyên một gây năng đi vào club. Party ngày qua ngày and who wanna give a fuck. Mới đi kêu hãnh không bao giờ mất. Kiếm 100 trong vòng 1 năm, năm sau to nhưng nó lần 5 lần. Do it for my gang, money trong nhà bank cứ tăng dần. Như này baby, nguồn cảm hứng là thứ tao đang cần. Làm việc không dừng tay, gọi tao đây là một gã tâm. Kiếm 100 trong vòng 1 năm, năm sau to nhưng nó lần 5 lần. Do it for my gang, money trong nhà bank cứ tăng dần. Như này baby, nguồn cảm hứng là thứ tao đang cần. Làm việc không dừng tay, gọi tao đây là một gã tâm thần. Không phải chuyên gia, như là ninja. Trong cuộc chơi này anh đang có đi xa. Mấy thằng bỏ hoa, mấy thằng chơi là anh không thấy nên sober. Anh đang xem phim I'm a Donald. Lúc tụi anh đang còn làm việc là cái lúc tụi nó đang còn mơ hồ. Let's go, lên trên cầu xe I'm gonna go. Làm theo dự án cùng với Hustlang. Tháng này kiếm được thêm 2-3 show. Bỏ vào viết, bỏ vào nhà bang. Quản lý của anh thật sang, không thể viết được thêm thời gian. Rồi anh sẽ sáng như là Johnny Dang. Anh là lưới trên nền beat trap là của anh hổ. Dyna Audio ở trên loa vẫn còn đang vỗ. 2021 tụi anh vẫn đang làm việc năng nổ. Hàng xóm thấy anh theo YouTube gọi anh là rapper thay vì gọi là thanh niên xăm trổ. Trong vòng 1 năm, năm sau to nhưng nói lên 5 lần. Do it for my gang, money trong nhà bang cứ tăng dần. Như này baby, nguồn cảm hứng là thứ tao đang cần. Làm việc không dừng tay, gọi tao đây là một gã tâm. Thấy 100 trong vòng 1 năm, năm sau to nhưng nói lên 5 lần. Do it for my gang, money trong nhà bang cứ tăng dần. Như này baby, nguồn cảm hứng là thứ tao đang cần. Làm việc không dừng tay, gọi tao đây là một gã tâm thần. Good. Phải nói là cái vocal của Billy nó trời phú lắm luôn á. Yeah. Nó là một cái vocal kiểu khá hiếm. Kiểu trong... mà anh phải gọi là sao ta? Thường thường mấy anh em hay trêu chọc gọi là truyền nhân của Black á. Yeah. Nhưng mà không, thực sự thì vocal của Billy là dạng như nghe vào một cái là thích liền á mọi người. Kiểu mà nó mang một cái
cái trọng lượng hẳn hoi luôn á. Cái vocal của Billy nó ấm hơn, yeah. Nó dày và nó ấm hơn, còn của Black thì nó hơi khàn tí, thì nó hơi khác nhau ở chỗ đó. Tại vì nói sao ta, cái bài này á, Billy dù người ta hay nói là em biết đó sao, nhưng mà người ta hay nói là giọng mỏng á, thì flow nhanh, còn giọng dày ấm á, thì flow chậm. Nhưng mà bài này Billy flow vẫn nhanh, nhưng mà em nghe thấy vẫn rất là ok. Đúng rồi, nghe không rất là có ok, vấn đề gì luôn. Với lại cái cách mà Billy sử dụng flow trong bài này cực kỳ tốt, có sự kiểm soát. Ở cả ba đoạn đều có cái sự kiểm soát, tức là cả ba verse thì anh đều thấy là đều có fast, nhưng mà không phải là fast nguyên cả verse. Tức là có những cái chỗ mà Billy làm cho người nghe phải chậm lại theo Billy, và những cái chỗ mà Billy tăng tốc lên một cách bất ngờ, nhưng mà không phải là quá nhiều đâu, vừa đủ thôi, nhưng mà cũng tạo ra một cái hiệu ứng rất là đã nghe. Nó rất là kiểu giống như là bạn đang đi từ từ bắt đầu bạn tăng tốc rồi bạn chạy xong bạn dừng lại xíu, vậy giống vậy á, nghe nó rất là được, rất là ok luôn. Dạ. Yeah. Chỉ có một cái quan điểm riêng của em thôi, thì tính nói gì ta, quên rồi. Đó là cái delivery của Billy nó thiếu, gọi là cái bài nhạc nó đang rất là flex rồi, nhưng mà cái delivery của Billy nó không mang lại cái cảm giác flex. Đúng rồi, nó đang làm mình cảm thấy thiếu một cái gì đó, đang giống như là vocal của Billy, cái delivery của Billy đang căng hơn là đang flex. Tức là nó không có cái độ điềm đạm á, nó không có cái sự gọi là sao ta, anh nói cái gì tả cái từ đó, cái sao? Đó như là cái phong thái của cái phong thái của cái người mà đang flexing á, đang rất là sang trọng á, kiểu mà sang trọng nhẹ nhàng đó, đúng kiểu fuck, chỉ việc chơi thôi. Cái delivery của Billy thiếu cái đó, với lại cái câu cuối của Billy là cái câu ăn tiền, tức là hàng xóm thấy tao trên YouTube gọi tao là rapper thay vì gọi là thanh niên xăm trổ. Nhưng mà cái câu ăn tiền đó Billy lại flow nhanh quá. Đúng rồi, nó làm cho mọi người trôi qua một cách rất là nhanh. Thay vì nếu mà chậm hơn cái gì đó thì có thể là ngắt cái chỗ đó ra ở cái câu mà cuối cùng của cái bài đó. Ngắt cái chỗ nó ra một khoảng xíu thôi, nghe được cái key mail đó thôi thì thật sự luôn là bài này. Cái câu đó có thể thành trend đó mọi người. Chính xác. Và đó cũng là bài cuối cùng trong buổi công bố ngày hôm nay rồi. Anh Mega okay. Cảm thấy thế nào khi mà tới đây và cùng bọn em nghe nhạc như thế này? Ok, thì cảm giác của mình thực sự là rất là tuyệt vời. Và được cộng tác với các anh em của Hip Hop trong ngày hôm nay để reaction cũng như là nghe nhạc cùng với tất cả mọi người trong những bài nhạc của tất cả các bạn rapper hiện tại của rap Việt mình. Một cái cảm giác rất là vinh hạnh và rất là vui, tại vì mình có thể nghe được những cái sản phẩm mới và tốt và có chất lượng hơn cho âm nhạc của Việt Nam nói chung và rap Việt nói riêng. Đó là một cái niềm vinh hạnh và tự hào của mình rất là cao. Cảm ơn anh những lời chia sẻ của anh Vega Ace, và em cũng cảm ơn anh đã góp mặt ở đây cùng chúng em ngày hôm nay. Okay. Và mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến hai nhà tài trợ là Sài Gòn Hip Hop Jewelry và Product Club đã đồng hành cùng chương trình. Và hẹn gặp lại các bạn vào những buổi công bố lần sau nhé. Bye bye.